Hello, xin chào các bạn. Câu danh ngôn của George Bernard Shaw: cuộc sống không phải là đi tìm chính mình, sống là tự hoàn thiện bản thân. Ý nghĩa của câu danh ngôn là cuộc sống không chỉ là việc tìm kiếm và theo đuổi mục tiêu của riêng mình, thay vào đó đề cao ý thức và việc tự hoàn thiện và phát triển bản thân. Không nên chỉ tập trung vào việc thỏa mãn và mong đợi những hoài bão cá nhân, mà còn nên cố gắng trở thành những phiên bản tốt hơn của chính mình. Thông điệp truyền tải là cuộc sống là một cuộc hành trình, không phải là việc tìm kiếm và đạt được những thành công, mà còn nên chú trọng vào việc nâng cao chất lượng sống và phát triển cá nhân, đề cao sự tự cải thiện và đề xuất rằng nên luôn học hỏi, phát triển và thay đổi bản thân để trở nên tốt hơn của mỗi ngày. Bằng cách hiểu và áp dụng ý nghĩa và thông điệp của câu danh ngôn, có thể đạt được sự hoàn thiện và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình trong cuộc sống.